để nói về giải đấu chiến địa phân tranh mùa 1, nhiều người vẫn cho rằng chiến địa Hà Nội sẽ nắm chắc chức vô địch, rằng họ sẽ ao trình so với các đội tuyển còn lại. Họ gồm những cái tên có kỹ năng rất tốt và sự luyện tập bài bản. Dù vậy, cả mùa 1 này, chúng ta cũng tìm ra những cái tên mới, những thần đồng hứa hẹn sẽ là hạt giống tương lai của Free Fire. Có thể họ sẽ tiếp tục phát triển những giải đấu cộng đồng và cũng có thể họ sẽ vươn lên, quyết tâm bước vào con đường chuyên nghiệp. Ngoài Hà Nội, Thanh Hóa cũng là một chiến địa được nhiều khán giả ủng hộ và cũng là một đối thủ đáng gờm tại chung kết lần này. Nhắc đến chiến địa Thanh Hóa, không thể nào không kể tên đến VVM, anh chàng tuyển thủ từng thi đấu chuyên nghiệp tại team New Star ở giải đấu trường sinh tồn mùa xuân 2021. VVM giành được top 3 kill bảng A và top 7 sát thương cá nhân tại bảng A. Ngoài ra, ở khu vực miền Trung, chúng ta còn có chiến địa Huế với người chơi chủ chốt đang được chú ý hàng đầu, D-Way. Anh chàng này cũng là một tay bắn cừ khôi, có cho mình chỉ số sát thương cao, xếp thứ 2 ở bảng B và đồng thời cũng là một nhân tố mới trong cộng đồng Free Fire. Nghệ An cũng là một chiến địa khiến nhiều khán giả phải wow khi mà họ có những màn thể hiện xuất sắc trong một ngày thi đấu vòng bảng. Chiến địa Nghệ An đã có màn thể hiện tuyệt vời với sự phối hợp ăn ý của các thành viên, xử lý giao tranh tốt cũng như tính toán cách đi bo hợp lý, và kết quả là một nửa bản đồ đều nằm gọn trong tay chiến địa này. Vì Duy chính là hạt giống của đội tuyển này và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ tại chung kết. Điển hình cho những cái tên xuất sắc phải kể đến chiến địa Hà Nội với một đội hình toàn thân đồng. Đầu tiên là Magaming với cái tên The Ghost. Sau khi giành chức vô địch giải đấu One Shot One King, Magaming tiếp tục thi đấu tại chiến địa phân tranh. Nếu bạn là một fan hâm mộ hay đơn thuần là một người theo dõi bình thường thì chúng ta cũng biết rằng anh chàng này khao khát cháy bỏng để trở thành một game thủ Free Fire chuyên nghiệp thế nào. Magaming chăm chỉ đến với các giải đấu giao lưu cùng các tuyển thủ Free Fire. Và suốt một thời gian, anh chàng 2004 này bị cộng đồng chỉ trích là chỉ hão huyền bởi lẽ Magaming chưa thực sự thể hiện tốt như những lời đồn. Thế nhưng, không vì thế mà anh chàng này nản lòng, vẫn tiếp tục tham gia thi đấu, vẫn tiếp tục kiên trì để bám lấy ước mơ của mình. Nỗ lực ấy dần có kết quả khi Magaming cùng với WAG giành được top 4 tại đại chiến quân đoàn, vô địch One Shot One King và hiện tại đang là top 1 kiêm MVP vòng bảng của giải đấu cộng đồng chiến địa phân tranh mùa 1. Wow, với những pha xử lý bình tĩnh và khẳng định rất nhiều được về mặt kỹ năng, The Ghost chính là anh chàng thợ săn của giải đấu lần này khi xuất sắc đạt được đến tận 2.000 kill và 8.606 sát thương. Cùng cháy với The Ghost tại chiến địa Hà Nội, không thể không kể đến Sơn Tử Tế, điểm sáng của đội và là top 1 sát thương của giải đấu đại chiến quân đoàn mùa xuân 2021. Chỉ nằm ở vị trí top 2 của vòng bảng sau Magaming. Thế nhưng, đây lại là một triển vọng lớn khi anh chàng này có tới tận 10.444 điểm sát thương và dĩ nhiên đang nắm giữ vị trí top 1 bắn nhiều sát thương nhất. Không quá để nói, chiến địa Hà Nội đang sở hữu quá nhiều thần đồng khi Vang Mèo cũng là một cái tên có nhiều lần tỏa sáng đội hình này. Vang Mèo thuộc đội tuyển Pepsi VN đã từng thi đấu tại đại chiến quân đoàn mùa xuân và mang về cho mình vị trí top 2 chung cuộc. Không mang về quá nhiều thành tích như hai thần đồng của đội, Vàng Mèo cũng giành về cho mình vị trí top 3 của vật sát thương, top 4 về kill dù chỉ thi đấu 4/8 trận. Chiến địa Hà Nội hiện đang có đủ khả năng để trở thành quán quân của giải đấu chiến địa phân tranh mùa 1 và cũng là một cái tên triển vọng cho những giải đấu lớn, chẳng hạn như giải đấu VFL Serie B sắp tới đây. Với đội hình bài bản, cách đánh có tính toán, chiến thuật kỹ càng, chiến địa Hà Nội đang khẳng định họ thực sự quyết tâm với giải đấu và danh hiệu. Chiến địa phân tranh mùa 1 đã bước tới chặng đường tìm đội vô địch. Đây mới chỉ là mở đầu cho hàng loạt các sự kiện đáng mong chờ ở nửa cuối năm 2021. Rồi chúng ta sẽ có mùa 2 hoành tráng hơn với quy mô giải đấu cũng lớn hơn. Không chỉ vậy, VFL Serie B, giải đấu bán chuyên hàng đầu Free Fire Việt Nam cũng đã sẵn sàng và mở đăng ký trong ngày hôm nay. Cùng thỏa sức đam mê với mình nhá. Và đừng quên cổ vũ các chiến địa trong ngày 20 tháng 6 đấy. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.